mọi người dành giơ tay nè, mọi người dành giơ tay, khích lệ tinh thần nè, cố lên, cố lên, đừng để bị sập, đừng để bị sập. Hay quá anh Áo Đen, rồi giơ tay nè, anh 18 tuổi rồi, để căng lau miệng đi, thôi thôi nha. Quay cái cuộc thi ăn mì buôn nát, thi ăn cay đây, thi ăn cay nha, để coi cái giải như thế nào nhá. Ok, chương trình sẽ diễn ra vào 3 ngày cuối tuần, nếu ai muốn tham gia thì mình quay lại vào 3 ngày cuối tuần. Nào hết khăn giấy, nhân viên lấy khăn giấy nè, giấy trong này còn nè, mày đang trộn mì. Cái này là cấp độ mấy em? Dạ cái này thì khoảng cấp 2, cấp 3 thôi. Ăn mua dễ, ví dụ như mà những người mà không ăn cây được nhiều thì mình có thể bớt cái nước sốt lại, nó vẫn không có bị lạc mà nó vẫn ngon. Mình trộn với rau cải vô thì ăn là số 1 luôn á. Dạ. Đây đang chuẩn bị để thi đây. Mì trộn cây Hàn Quốc. Thưởng được dạ. Mì, dạ có tôi thấy không có ớt không? Dạ không, có ớt thôi. À, cái này không có mì sặc đâu cô. Dạ, cái này nó có cây đặc ngọt con á. Đây những người dự thi khán giả. Nó cũng đồng lắm. Dạ, cái này không có nghe mùi sao chế. Nghe mùi bạch tuộc không à? Nghe bạch tuộc, nghe mùi bạch tuộc không à? Dạ. Mình hả cô? À hả? Dạ. Cháu hả? Rồi cháu có dùng cho cô không hay là à hai người đi chung chia đều người ba gói đúng không? Hay cô mà giải nhất 5 gói, chị này khuyến khích là một gói, hai người 6 gói, người ba gói đúng không cô? Dạ. Nào giờ là trước khi thi là mình chia rồi đó nha, chứ tí nữa là đừng có giật, đừng có giành nhau nha. Dạ. Khoan hết tô luôn em. Dạ mình ăn ai ăn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Nhưng mà người nào ăn nhanh xong đầu tiên thì mình sẽ được hưởng nhất. Còn bốn người còn lại mình vẫn được khuyến khích đem về một gói nữa. Đều hết mà nhìn cái thấy nhìn thấy nó đều rồi. Cái người cuối cùng là cái người mà ăn rồi đậm đà nhất luôn á, là cái người trời cuối cùng nè, còn vét nữa, vét hết thành luôn đó, vậy nó biết không? Giờ để cho ngày mai sống cái tí cái cân ký đem về nhà cân cho nó đều, cái này hơi nhiều, cái này hơi ít nè, cái này hơi ít nè, cái này hơi nhiều xíu, cái này cuối cùng cái cây á. Rồi xong, cô đầu tiên. Chà. Rồi. Mình trộn lên nha, mình trộn lên. Cố lên. Trộn cho đều tay, đều tay, đều tay. Thơm không chị? Thơm không chị? Dạ. Thơm ha, mà nghe mùi cay không? Cay. Dạ, cay tét nắp luôn. Trộn mạnh mẽ lên anh, trộn vậy nè, đó vậy đó, cái trộn xà lô xà nhẹ nhẹ nhẹ. Dạ. Thổi đi anh, thổi đi cô, cho nó bớt nóng, ăn cho nó nhanh. Mấy cái này là mình mà không ăn cay được nhiều thì mới có thể ít, bỏ ít nước sốt lại nha, nó vẫn ngon chứ không bị lạc. Rồi mình thổi đi, mình thổi đi, thổi cho nó nguội nè. Nuốt nước miếng nha, nuốt nước miếng nha. Hả hồng nước miếng chảy ra kỳ lắm á. Nuốt nước miếng nha. Quên xin được vui tính. Đi, rụt quá.
À, chị thi mà em run quá. Dạ, ăn này xong uống nước cho nó nữa đây thì khỏi cơm luôn, đỡ tốn bữa cơm phải không? Mình ăn cũng thèm mà khán giả cũng thèm luôn. Lẹ đi. Mọi người ở ngoài mình nhớ lau nước mía nha, chứ để nước mía chảy là kỳ lắm á nha. Anh thì hỏi tức cực luôn á, khỏi mà khô mì luôn. Khỏi nhiều là phải ăn thịt là nhanh. Dạ đúng rồi, hay á. Mày á, anh này im re nãy giờ luôn thấy không? Mày im re mà giật giải mày. Chạy đến nhà cũng giật được. À đúng rồi, thì cái vui đấy đúng không? À, đúng rồi, mình đều nổi tiếng rồi chứ. Em tên gì này, nó tên gì nè? Em tên Thắng. Em tên Thắng hả? Dạ, mười tuổi. Dạ, 18. 18 tuổi hay là 19 tuổi? 18. Rồi, 18 tuổi là đủ rồi đó. Đúng rồi đó. Này, xong chưa? Mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Bỏ hết đũa xuống nha. Mình đang không được rơi vãi một cái gì hết ở ngoài bàn nha. Mình đang khỏe hết cái tô, không còn một cái gì luôn. Ai ăn ngon nhất thì mình sẽ được thắng là một đũa lóc mì mang về nè. Còn 4 người còn lại thì mình sẽ được một gói mì mang về. Hai, xong chưa? Nữa, trộn nữa. Nói xong rồi mà trộn nữa. Rồi, để hai tay xuống bàn nha. Hai tay xuống bàn luôn. Xuống bàn luôn anh, xuống bàn. Rồi. Một. Hai. Ba, bắt đầu. Vui quá. Trời ơi, anh ăn ghê chưa, ghê chưa. Trời ơi, 18 tuổi hết trời. Nhanh chưa, ghê chưa. Anh lên anh. Anh này vừa ăn suy nghĩ về nước Mỹ nè. Ăn xong bỏ xuống suy nghĩ nữa chứ. Nhanh lên ăn, 18 tuổi rồi. Anh chắc thắng rồi đó, anh thắng rồi. Anh thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Cô ơi, cố lên coi. Cô, cố lên. Tạng 18 tuổi mà ăn sắc hết rồi kìa cô. Cay rồi, cay rồi. Anh này vừa đâu mà anh này vừa nghĩ nhầm mà không biết bảo bay cái nóc nhà không thì sao chứ. Cố lên, cố lên, cố lên. Mọi người cho nhàng giữa tay nè. Mọi người cho nhàng giữa tay, khích lệ tinh thần nè. Cố lên, cố lên. Đừng để bị sập, đừng để bị sập. Hay quá, anh đâu đen. Rồi, giữa tay nè. Anh 18 tuổi rồi. Để căng lau miệng đi. Thôi thôi nha, ai nuốt nhanh nhất là thắng nè. Ai nuốt xong. Ôi, cố lên. Lẹ ghê, nuốt cộng luôn. Không cần dây luôn. Nuốt cộng luôn. Vui quá. Anh ơi, cố gắng về ăn anh ơi. Ăn xong về nhà coi, nóc nhà mình tròn không? Anh ơi, ăn em hết đi, ăn em hết đi. Mọi người đợi mà, mình ăn hết đi nha. Rồi, cô... Cây ông anh, cây ông anh. Cái dừa gì? À, cái dừa là cái sao, cái vừa hả? Cái vừa hay cái dừa? À, cái vừa. Tưởng nó cái dừa. Dạ, chị đâu mất tiêu rồi. Đi rồi, đi rồi. Chạy luôn ha, chạy quá, chạy luôn. Chị ơi, mình quay lại mình nhận quà nè chị ơi. Chị không nhận quà luôn hả? Chị ơi, quay lại nhận quà đi nha. Cái phần quà đó em biết dành cho ai luôn á. Dạ, mình vô ghế ngồi xíu đi, thư giãn, thư giãn. Thư giãn nè. Anh ăn hết đi em. Mọi người ăn hết trơn rồi kìa. Cô ăn hết rồi kìa. Cô 54 tuổi ăn hết rồi kìa. Từ từ. Đúng rồi, cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Mặc dù nhà đang bay nóc mà vẫn bình tĩnh. Ngồi ăn mì ơi, không chung ăn mì. Em có làm rồi nha, em có làm rồi á. Anh tên gì vậy? Anh tên gì vậy? Chồng hồi sạc bây giờ. Anh tên gì vậy? Để tụi em lục số điện thoại em gọi cho anh nè. Anh tên gì vậy? Anh tên Lộc, hoàng tiết em gọi danh nha. Thấy số lạ là em á, nhớ bắt máy nha. Em gọi không có gì hết trơn, hỏi nhà bay nóc nhà chưa, không có gì đâu, không có gì đâu. Rồi cố em ăn hết đi để tặng quà cho nha. Xin lại suy nghĩ, ăn xong rồi im re 5 giây suy nghĩ ăn tiếp. Hay ghê á. Mì này là nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc luôn, 26 ngàn giảm còn 18 ngàn thôi. Khi mua hóa đơn 200 ngàn thì mình sẽ được bóc thăm trúng thưởng 100% luôn. Dạ. Rồi, thì mời chị bước qua đây để mình nhận quà nha. Giữ này cửa nhà. Không muốn luôn hả? Rồi, không muốn đi ăn, rồi đỡ tay. Vậy nhất là anh 18 tuổi em ở đây.
Quay một cái coi nè. Ừ, chai chưa? Rồi, cầm cây con gà đi thi luôn. Điều nói chưa? Ok các bạn nha, cho cái cuộc thi rất là vui. Rồi xin chào anh chị các bạn. Đây cả cái gian hàng đây. Quay cho các bạn xem. Rồi gian hàng bị hàng quốc đây. Rồi xong con cảm ơn nha. Cảm ơn anh chị. Tiếp theo nha.